ngày điểm về vẫn là nhóc chân nè, hôm ngày về mình bẻ ra gai rồi đó, nhưng vẫn còn nhiều nè, còn gai nhiều nè. Đi dài dài vẫn còn nhóc trái chân kìa, trồng có mấy cây mấy lẩu à, mà nó bò lên ra trái nhóc nè. Từ đây ta tới cái đầu miếng miếng hầm lẳng luôn đó bạn, nó chết bớt rồi đó, nó không bị bệnh, nó không có xịt thuốc để lại nên nó chết hết mấy giây rồi, mấy giây bầu rồi. Mặt trời sắp sắp lặn rồi bạn, chá chéo 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 nè. Đây mình phát hiện cái trái mướp rồi cả nhà, mướp nó nằm trên đất nè, đó có cái bầu cả nhà thấy không, mình phóng to thấy cái bầu đó, cái bầu đó nữa đó. Chiều nay mình được may 2-3 trái bầu mà ăn nấu canh ăn ngay. Chào cả nhà, thu hoạch hạnh này các bạn, hạnh ngọt. Cùng với bạn Khoa, hai cha con đi thu hoạch hạnh. Đừng có bạn Khoa nữa, bạn Khoa đem theo cái chiếc xe để đi thu hoạch này, để làm người bạn đồng hành, để làm người bạn đồng hành đâu. Người bạn đồng hành của Khoa đó hả? Đúng rồi. Cái này mình làm nước hạnh uống cũng ngon. Hạnh ngọt này mình mua ở đâu vậy cha? Cha của Khoa. Khoa, hạnh ngọt này mình mua ở đâu vậy con biết không? Ở chợ Long Nguyên. Hả? Quên. Phải không? Nó lớn anh coi, nó đúng rồi mà nó chưa nghe rõ. Ở chợ Long Nguyên phải không? Phải rồi. Long Nguyên của ai vậy? Không biết. Hả? thầy gì trong đại học An Giang á? Thầy học. Thầy gì? Thầy không biết. Thầy trái. Rồi xong mới trái thôi hả? Rồi kiếm giỏ cái này. Rồi cái hình ngọt có chút xíu thôi, nhưng mà cho trái thường xuyên luôn, rất là ngon. Cái da ở ngoài ngọt ngon. Bây giờ mình đi cắt hành, cắt hành xong mình đi cắt ổi. Cái ở cũng rụng xịt nhỏ xíu à, lớn hơn Khoa chút xíu à. Wow, khoe quá, khoe trước khi bỏ xuống. Wow, trái ở bự thần kỳ. Wow, trái ở bự thần kỳ nó lớn lên nha, nó nhỏ quá không nha. Nó hỏi bự thằng kỳ cự chứ là nó trồng quay đó các bạn. Mấy con hồng các bạn. Vô nữa cắt ăn đi. Ăn ổ xong thì đi thu hoạch cái khác. Hai trái đủ ăn này. Wow. Trái hành ngọt đó, ăn ngon lắm luôn á cả nhà. Cái vỏ ngoài rất là ngọt. Ở bên trong thì nó chua giống như hạnh bình thường mình thôi. Khi mà mình đặc biệt là mình ngâm với mật ong á, sau khoảng 1 tháng là mình ăn ngon. Con. Đi. Chó nó xin đi, đi con. Đi vô mình cắt ổi ăn nè. Vào nhà cắt ổi ăn thôi. Vô. Bị bắt hả? Ừ. Hả? Mình nhặt cái ổi à. Rồi ở đây mình ăn uống toàn đầu thiên nhiên luôn nha cả nhà. Đó. Thì cả nhà thấy không? Đó có thằng nhóc nhỏ nó ngồi kế bên nè. Ừ.
thằng chó nhỏ ngồi kế bên đó. Thì mình rửa đi xuống sông mình rửa luôn à. Thằng Sunny nó ngồi kế bên. Sợ nó Sunny không đi xuống nước thì sao đây? Đây mình hòa mình vào thiên nhiên, ăn uống hoàn toàn tự nhiên. Cái ổi chút xíu thôi, trong khi chờ đợi cha của Khoa rửa ổi ấy, thì mình quan sát cái ổi một chút xíu. Ông Khoa có thể đếm được bao nhiêu trái không? 2, 3, 4, 5, rất là nhiều trái luôn á cả nhà. 6 đây cái ổi. Wow, nhìn hấp dẫn ghê chưa. Anh đây ổi này mình ít xịu à, để ăn thôi không có bán. Đa số ở đây là chủ yếu là để ăn nhiều hơn là để bán. Mình dành riêng ra một cái khu vườn đất khoảng 2 cây công để mình trồng, có dư nhiều thì mình để bán. Chủ yếu là mình bán đu đủ với cả nhà, đu đủ mình trồng rất là nhiều, là mình quay cho cả nhà xem nè. Đu đủ ở đây rất là ngon ngọt, như mình để tự nhiên, mình trồng tự nhiên. Và mình đây mình có bán mướp nữa. Mướp thì mình cũng để tự nhiên luôn nè, mình bao bọc lại. Thằng Khoai đâu rồi? Bây giờ mình cha Khoai với Khoai ra mất tiêu rồi. Cha ơi, mình vô gọt ổi ăn hả? Khoa đâu rồi? Ở đây sông nước bạn Khoai chưa có biết bơi, mình phải bám sát theo bạn ấy. Đi vô, đi vô. Ngày mai chia tay nhau, bạn ơi có thấy